Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay tiếp tục lên con máy cày phục chế bông xế giữa nha. Mình mới có lên cái dàn đầu với dàn sườn thôi, lên con tiếp tục cày máy ECU 4. Mấy cái pen đó, cái ti pen đó, ti pen trợ lực các bạn.
máy đặt cái xưởng ta làm cái máy này là chạy con cầu mà cầu không hai cầu nha chạy cầu rồi vậy cho con khí nằm bon xin kết thúc video anh chúc các bạn ngày mới các bạn nha lại video sau rồi mình sẽ cố gắng theo những cái công trình quá trình giải quyết cái máy xong rồi mình sẽ quay tiếp cho mọi người xem. Nhớ cho tôi biết xin một like và một đăng ký và một chia sẻ nha. Cảm ơn các bạn, kế luôn, bye bye.